Thưa quý vị, những hình ảnh mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình của chúng tôi lúc này chính là loại cây đổi đời của nhiều bà con nông dân tại huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Nhờ vào trồng giống cây mới này, cây gai xanh AP1 mà nhiều nông dân đã thoát nghèo và có cuộc sống khấm khá hơn, vươn lên làm giàu. Gai xanh AP1 là loại cây công nghiệp được trồng để lấy vỏ phục vụ cho sản xuất thành nguyên liệu sợi cho ngành công nghiệp dệt may. Cây dễ chăm sóc, khả năng chịu hạn tốt, trồng một lần nhưng mà thời gian khai thác từ 8 cho đến 10 năm và thu hoạch từ 4 cho đến 6 lứa mỗi năm. Vụ thu hoạch cây gai xanh đầu tiên của gia đình bà Nguyễn Thị Ban sau 3 tháng trồng. Cây gai được sơ chế và tuốt lấy vỏ để giao cho nhà máy. Năm nay, nhờ lựa chọn trồng gai xanh giống AP1, bà Ban không phải lo lắng nhiều về quy trình chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Không chỉ với quy trình trồng an toàn, dù ảnh hưởng của dịch COVID-19, bà Ban rất phấn khởi vì vỏ gai sau khi sơ chế được công ty thu mua đều đặn. Phân bón là cũng vừa phải, mà cái gai vẫn lên bình thường, còn thử sâu thì không phải. Và cái lợi thứ hai là một năm là 45 đến 50 ngày thì bác tính nhanh thì ít nhất cũng phải được 5 lứa, nếu là trồng tốt. Thứ ba nữa là cái người đầu ra là của công ty mua, COVID cũng có người mua, cho nên là bác nghĩ không có chi là, mà thứ nữa là đi nhập là cũng gần. Bà Ban chỉ là một trong hàng nghìn nông dân đã có được sinh kế ổn định với cây gai xanh tại Thanh Hóa. Với ưu điểm trồng một lần thu hoạch được 10 năm, một năm thu hoạch 4 lứa, cây gai xanh thích nghi với nhiều vùng sinh thái khác nhau, phù hợp với năng lực sản xuất của bà con. Ngoài cái việc mà mang lại thu nhập cho đồng bào thiểu số đấy, thì đặc điểm của cái cây này thì cái thời gian che phủ gần như là quanh năm. Cho nên là hắn sẽ chống được dưới trôi nếu với cái đất đồi dốc. Cái thứ hai nữa là sau mỗi lần thu hoạch thì cái sản phẩm mà ta đem vỏ cây tươi ra khỏi ruộng á thì chiếm mất 15% là cái lượng sản phẩm của chất xanh. Thế còn lại là 80% cái lượng chất xanh như các bạn thấy đấy là ta trả lại hết cho đồng ruộng. Cho nên là cây xanh, cây gai này ngoài mục tiêu kinh tế trước mắt còn một cái việc đấy là về cái tính ổn định, bền vững lâu dài và làm cho đất ta màu mỡ hơn này, chống được giữ trôi này. Trước hiệu quả mang lại của cây gai xanh, tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đề án phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh phục vụ nhà máy sản xuất sợi dệt gai tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy. Theo ước tính, hiện diện tích trồng cây gai xanh trong vùng là hơn 3.400 ha. Dự kiến đến năm 2025, diện tích đất trồng gai xanh nguyên liệu phát triển lên 6.400 ha. Dự án nhà máy sợi dệt An Phước tại Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy là một dự án gắn trồng trọt với chế biến, gắn nông nghiệp với công nghiệp và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với công suất 10.000 cọng sợi một năm, tương ứng với 1.700 tấn sợi gai năm và 1.400 tấn tôm gai một năm. Không riêng tại Thanh Hóa, cây gai xanh đã được mở rộng sản xuất ở nhiều địa phương khác như Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ, Điện Biên. Dù trong mùa dịch bệnh, nhưng cây gai xanh cứ sau 4-5 ngày lại được thu hoạch. Gai phơi sấy đến đâu, được bao tiêu toàn bộ đến đó với mức giá ổn định. Đây là hướng đi mới giúp nông dân ổn định sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế của gia đình. Tiếp tục là tin thị trường và giá cả một số sản phẩm nông nghiệp đáng chú ý. Giá hồ tiêu hôm nay giao dịch quanh mức từ 78 đến 82.000 đồng 1 kg. Nơi cao nhất vẫn là tại Bà Rịa, Vũng Tàu, duy trì mức giá 82.000 đồng 1 kg. Mức thấp nhất tại Đồng Nai. Tiếp đến là Gia Lai, 79.000 đồng 1 kg. Hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông cùng mức 80.000 đồng 1 kg. Bình Phước, giá tiêu không đổi so với ngày hôm qua, ở ngưỡng 81.000 đồng 1 kg. Các chuyên gia thị trường nhận định, với lộ trình nới lỏng giãn cách xã hội hiện nay, kỳ vọng giá tiêu có thể cán mốc 85.000 đồng 1 kg ngay trong tháng 10 này. Hôm nay, giá gà công nghiệp tăng nhẹ ở cả hai miền. Tại miền Bắc, giao động từ 22 đến 23.000 đồng 1 kg ở các trại gia công và 26.000 đồng 1 kg tại các trại tư nhân tùy vùng. Còn tại phía Nam, mức phổ biến là trên dưới 14.000 đồng 1 kg. Riêng các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Phước, giá đã lên đến từ 19 đến 22.000 đồng 1 kg tùy vùng. Giá vịt thịt miền Nam hôm nay cao nhất nước. Giá vịt Grimo, mã đẹp tại Đồng Nai, Long An cao nhất đạt trên 50.000 đồng 1 kg. Còn tại miền Bắc, giá vịt bầu cánh trắng từ 47 đến 49.000 đồng 1 kg tùy vùng. Giá vịt bơ cao nhất đạt 46.000 đồng 1 kg.
giá lợn hơi ngày đầu tuần tiếp tục ở mức thấp. Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay đang dao động trong khoảng từ 41 đến 47 ngàn đồng một kg, thấp nhất tại Tuyên Quang với mức 41 ngàn đồng một kg, cao nhất tại Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định và Thái Bình từ 47 đến 48 ngàn đồng một kg. Các địa phương còn lại phổ biến ở mức từ 44 đến 45 ngàn đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi dao động trong khoảng từ 45 đến 49 ngàn đồng một kg, cao nhất tại tỉnh Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Ninh Thuận từ 48 đến 49 ngàn đồng một kg. Các tỉnh thành còn lại trong vùng dao động trong khoảng từ 45 đến 47 ngàn đồng một kg. Giá lợn hơi tại miền Nam không đổi so với ngày hôm qua, trong khoảng từ 45 đến 47 ngàn đồng một kg. Theo Hiệp hội Chăn nuôi các địa phương, nguyên nhân chính khiến giá lợn liên tục giảm là do lượng lợn thương phẩm bung ra thị trường rất lớn sau một thời gian dài bị dồn ứ trong trang trại do giãn cách xã hội, trong khi thị trường vẫn trầm lắng, sức mua giảm. Dịch bệnh căng thẳng, xuất khẩu thủy sản đối mặt với khó khăn nhất trong nhiều năm qua, lại bị cạnh tranh khốc liệt từ hai cường quốc xuất khẩu tôm là Ấn Độ và Ecuador. Nhưng tính trong 7 tháng đầu năm nay, tôm Việt Nam vẫn chiếm gần 8% tổng lượng tôm nhập khẩu của cả nước Mỹ và tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo cơ quan thủy sản của Mỹ MNFS, tổng lượng tôm nhập khẩu của Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt hơn 518.000 tấn, trị giá 5,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 27,4% về lượng và tăng 36,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Riêng trong tháng 7 năm 2021, nhập khẩu tôm của Mỹ tăng 13,8% về lượng và 30,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 83.000 tấn, trị giá 904,52 triệu đô la Mỹ. Đây là tháng thứ 8 liên tiếp Mỹ tăng trưởng nhập khẩu tôm. Điểm lợi cạnh tranh của Việt Nam là có khả năng chế biến những sản phẩm giá trị cao như tôm hấp, bóc vỏ rút chỉ lưng, phục vụ phân khúc bán lẻ. Đây cũng là mảng thị trường tiềm năng khi xu hướng tiêu dùng thủy sản tại nhà của Mỹ ngày càng tăng. Tiếp tục sẽ là những thông tin về hàng chục nghìn người lao động vẫn đang đổ về các tỉnh miền Tây khi mà thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh như là Đồng Nai, Bình Dương nới lỏng giãn cách xã hội. Những ngày qua thì lãnh đạo nhiều địa phương đã phải túc trực xuyên đêm tiếp đón người dân trong bộn bề lo toan, và nỗi lo lớn nhất đó là vẫn là dịch bệnh có thể sẽ bùng phát, ghi nhận tại tỉnh An Giang. Rạng sáng ngày 3 tháng 10, có hàng ngàn phương tiện ùn ứ kéo dài nhiều cây số tại khu vực trạm thu phí T2 trên quốc lộ 91 thuộc quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ để xin thông chốt tiếp tục hành trình trở về An Giang. Phần lớn trong số họ là những người lao động nghèo, công nhân đi làm ăn thuê trọ ở các tỉnh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều tháng nay không có việc làm, họ phải sống nhờ vào các tổ chức từ thiện, nên khi các tỉnh thành nới lỏng giãn cách xã hội, bà con quyết định hồi hương. Thì ở chỗ anh thất nghiệp 4 tháng nay rồi, đâu có gì đâu làm, đói. Thì chủ trọ đâu có giảm được tiền đâu. Trợ cấp được 500 ngàn người đó, rồi cái chủ trọ gạt ngang tiền trọ luôn rồi, không còn tiền gì ăn hết. Không ăn được có 1 tháng, nghỉ không hết 4 tháng rồi. Bệnh dịch nghỉ đâu có làm được đâu, trọ không có đóng nữa. Bà chị vợ bỏ lên mua rất là mượn tiền, bỏ đóng rồi đi về. Vợ em cũng mang thai, thì vợ em còn 2 tuần nữa vợ em sanh. Chi phí sanh ở trên em cũng có. Bắt buộc hai chồng em phải nề một phen về quê thôi. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, riêng trong 3 ngày đầu tháng 10 đã có hơn 15.000 người từ các vùng trọng điểm kinh tế phía Nam trở về địa phương. Tính thêm những đợt trước thì nay đã vượt trên con số 20.000. Đưa về tới ngõ thì phải tiếp nhận thôi, không để bà con nhưng mà phải có khó khăn như thế. Nhưng mà bây giờ nếu mà về dồn dập kiểu này, ồ ạt kiểu này mà không tự phát kiểu này đấy, mà không có tổ chức giữa các tỉnh đó, theo cái sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đó, thì rõ ràng là nó không đảm bảo theo cái dịch bệnh và nó sẽ gây quá tải cho các địa phương trong quá trình là cái tiếp nhận để mà phân loại để đưa cho các cái tập trung ấy. Người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang cũng cảnh báo việc lây nhiễm chéo khi quá nhiều người chưa được trích ngừa vaccine, chưa qua xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đã ồ ạt về quê bằng phương tiện cá nhân dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch. Hai ngày qua, tỉnh An Giang mới xét nghiệm được cho khoảng 7.000 người và đã phát hiện hơn 30 ca là F0.